Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở những clip trước thì hôm trước thì ô tô 360 của chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về một chiếc xe Huyndai Tucson. Đây chính là chiếc xe Huyndai Tucson hôm trước chúng tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn. Chúng tôi hôm trước giới thiệu quý vị và các bạn chỉ về cái phần ngoại thất thôi, mà hôm chủ nhật chúng tôi vừa mới mua về. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về chiếc xe Huyndai Tucson phiên bản 2.0 động cơ diesel, và là cái phiên bản nhập khẩu động cơ diesel, động cơ máy dầu quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về chiếc xe Huyndai Tucson 2.0 động cơ diesel này. Thưa với quý vị và các bạn, ở Việt Nam mình thì những chiếc xe Huyndai Tucson này rất là nhiều ạ. Nhưng phiên bản động cơ diesel và là cái động cơ eVGT 2.0 lít máy dầu thì quả thật rất hiếm ở thị trường Việt Nam mình ạ. Động cơ này không khác gì với cái động cơ Santafe SLX. Thưa với quý vị và bạn, đây chính là chiếc xe Huyndai Tucson được sản xuất năm 2010. Máy dầu và là máy 2.0 lít ạ, và là máy eVGT. Nhắc đến cái động cơ eVGT thì quý vị các bạn cũng biết rồi, động cơ eVGT là cái động cơ rất là bền bỉ và hoạt động và rất là tiết kiệm nhiên liệu, nó rất là thực tế. Và chiếc xe Huyndai Tucson 2010 máy dầu này được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đã chạy 7.500.000 km rồi, và biển số đăng ký biển số Hà Nội, biển số rất là đẹp ạ. Đây mời quý vị các bạn cùng xem 29A63799, biển số kép và là biển số tần tài. Vâng, sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Huyndai Tucson 2010 máy dầu này. Mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Huyndai 2010 này ạ. Sau 10 năm sử dụng, chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào? Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này ạ. Mời quý vị và các bạn. Yeah.
Thank you.
Yeah.
Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.